sau đây mình hướng dẫn các bạn một máy in tem, mình có thể vừa in tem ở quạch vừa in tem thương mại điện tử luôn ha. Đây mình vào đây nha, bấm Ctrl này, rồi mình lấy ra cái bảng này. Nếu mình không ra được bảng như vậy mình bấm cái đầu tiên ha, mình chọn View Design Printer này. Rồi bình thường á, mà mình hay set sẵn cho khách á, là sẵn hai khổ rồi, cho nên là khi mà khách đổi á, thì khách chỉ cần chọn qua lại thôi. Đây cái máy in của mình này, bình thường là mình đưa ra cửa sổ cho khách luôn. Đây nó đang ra ngoài nè mấy bạn. Rồi mình bấm chuột phải vô này, mình chọn printer property ha. Rồi sau đó mình bấm repeat này. Rồi mỗi lần mà chuyển đổi từ A6 sang tem mã vạch thì bấm vô khổ hai tem này. Kiểu này mình đã set sẵn rồi. Thì khi nào mà chuyển đổi mình chọn chỉ hai cái thôi, sau đó mình apply này, ok. Rồi ok, rồi mình in thôi. Rồi mình vừa chỉ sang hai tem mà muốn in tem mã mình thương mại điện tử thì mình cũng làm tương tự như vậy đó. Bấm chuột phải vô nè, chọn printer property này, thì mình chọn rebuilding này, bấm sang khổ A6 rồi bấm apply, ok. Rồi dạ như vậy thôi, kiểu như là mình mới lần đầu thì mấy bạn sẽ nhìn sẽ thấy hơi 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 cực mỗi lần mà chuyển đổi, nhưng mà mình làm quen thì nó làm rất là nhanh. Rồi cái này để mình tận dụng một cái, mình vừa in hai cái luôn cho nó tiện á.